Chào hai vợ chồng anh chị. Dạ. Hai vợ chồng anh chị có thể giới thiệu là anh chị tên là gì và đến từ đâu? Vợ chị là Nguyễn Thị Lý. Chị thì giờ nói chung hai vợ chồng là chồng chị là Nguyễn Xuân Danh, mà chị là Nguyễn Thị Lý. Hai vợ chồng ở phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai. Từ giới Tân Hiệp lên đây nhờ các em, các anh bên hiệp sĩ hỗ trợ và giúp đỡ cho gia đình tìm cháu về được bình an. Chị Lý là quê ở đâu đây? Chị là quê Nghệ An, lấy chồng vào miền Nam, về Đồng Nai. Chị còn... cùng đi làm công ty Trường Xin, đi làm suốt. Thì nói chung là trong vòng đi làm thì một tuần là ba, một tháng thì đi làm 3 ca vậy đó. Nhưng mà cũng có thời gian để đi tìm con. Thì cũng nhờ bạn bè và anh em, thế cũng bên đối tác, bên hiệp sĩ ở bắt cướp ở Bình Đồng Nai. Nhưng mà người ta cũng không tìm thấy. Thì giờ là bằng một giá nào thì chị cũng nghe tin là bên các anh hiệp sĩ Bình Dương, anh Hải hỗ trợ được các cái thủ tục như vậy. Các em bé nhỏ và đi lạc và đi với gia đình không về á, thì chị phải lên đây. Lên đây nhờ bên anh em hiệp sĩ giúp đỡ để tìm kiếm với phù với gia đình, để cho cháu về nhà với bố mẹ, với gia đình. Chứ giờ chị cũng hết cách rồi, đúng là quá mệt mỏi rồi, chị cũng tìm quá mệt mỏi. Con trai của chị họ tên đầy đủ là gì? Con trai là Nguyễn Xuân Trường, sinh ngày 13 tháng 4 năm 2011. Trời đất ơi, mới 13 tuổi hả? 13 tuổi Cháu năm nay mới 13 tuổi. Con trai cháu năm học lớp 7, nhưng mà thời gian cháu học á, thì cũng bạn bè rủ nhau rồi đi chơi. Rồi bỏ đi 2-3 tuần trời, rồi giờ lên nhà trường đuổi học. Nhà trường không cho cháu học nữa. Là học hết lớp 7 hả? Vâng, chưa mới bước vô lớp 7 hết, học kỳ 1. Thì giờ cháu không học nữa, thì giờ nó theo bạn bè sa đọa. Giờ nó đi, bởi vì cha mẹ thì không quản được nỗi, bởi vì đi làm suốt ngày. Cháu ở nhà có khi là nó mở cửa rồi nó phá cửa nó đi chơi vậy đó. Nhà mình là anh chị là được mấy người con rồi? Dạ, chị là giờ lấy chồng này là 2 đứa con, một đứa đang học lớp 10 và thằng này là thằng út. Của anh là chồng sau hả? Vâng, chồng sau, còn chồng trước chị 3 cháu. Là chồng sau là 2 đứa? Vâng. Bé này là bé út? Bé út. Là một trai một gái hay là? Vâng, một gái giờ đang năm lên lớp 10. Anh là quê ở miền Tây hả? Dạ. Anh là tính nào? Biết Đồng Tháp thôi chứ không biết. Tại vì đi từ nhỏ. Vậy hả? Chị là năm nay nhiêu tuổi rồi ta? Chị năm nay là 50 rồi đấy. Còn anh? Thì 49. Đây có năm 39 chứ. 39 à? Ôi trời đất ơi. Ừ. Vậy hả? Ừ. Vậy là hai anh chị là có 2 bé. Được. Con nhà mình là nó có ngoan không? Nói chung là khi đứng nhỏ nó lên đứng học lớp 7 nó là nó ngoan. Nói là nó nghe. Nhưng mà từ cái khi mà bỏ học đến giờ là cái năm bước vô năm lớp 7 là đi ra bạn bè rồi đánh đập nó, rồi kiểu huấn dụ rồi đi khắp nơi vậy đó, thì cháu nó sinh hư. Giờ nó cứ đi suốt rồi vậy đó. Thì từ trước đến nay là bỏ đi mấy lần rồi chị? Đi nhiều lần rồi, nhưng mà cứ đi rồi thì qua đêm, rồi 2-3 tuần cũng có, thì một tuần cũng có. Nhưng mà gia đình cũng vẫn đi tìm cháu được, thấy vì anh đi chung quanh đó anh không đi xa. Con nhà mình có đam mê chơi gì không? Chơi game thôi, kiểu game vô hả? Nói chung là vô tìm nét á. Thì nó chơi game. Chơi game thì trong vòng khoảng mấy phút đó là anh ra anh về đi luôn. Anh đi. Có mang theo thứ gì đi không? Cái bữa ra đi đây á là cháu mang theo một chiếc xe máy, xe rim và cầm chiếc điện thoại. Xe rim á? Vâng. 13 tuổi mà đi xe máy rồi á? Vâng, anh đi xe máy lâu. Xe đó của ai? Xe của chồng. Biển số bao nhiêu anh? Biển số 25, 26, 25. Để em nói biển số là biển số xe là 60K8 62625. Xe đó là ai đứng tên? Xe nó mua lại hả? Vâng, mua lại để đi làm. Con trai nhà mình đi xe máy đó lâu chưa? Nó đi lâu rồi. Ôi trời đất ơi, sao mình cho nó đi? Thì bội không phải là tập cho nó đi, mà kiểu nó đi ra chơi thì kiểu nó lấy xe bạn bè, nó đi xe đập điện rồi sau nó đi xe máy, rồi dụ nhau đi chơi, rồi cũng đi mượn xe rồi đi chơi kiểu xe bạn bè đó, bây giờ về biết đi. 13 tuổi là đi xe vậy là vi phạm luật giao thông rồi. Thì đó công an bắt suốt à, công an bắt thì chị toàn lên bù lạnh không à, vậy bù lạnh thì chuộc xe. Bắt nhiều lần rồi hả? Bắt nhiều lần rồi, cứ lấy xe nhà đi thôi.
khi lấy xe mẹ thì khi lấy xe bố, nhưng mà sau đây toàn lấy xe bố thôi. Vậy là những lần con trai đi bỏ đi như vậy á, về nhà con trai có xin lỗi ba mẹ không? Ờ, có, về xin lỗi ba nói mẹ sao? Và cứ nói là thôi con lần này con sai rồi, con không đi nữa. À, con ngoan, con ở nhà với bố mẹ, sau này con lớn lên con đi làm con giúp bố mẹ, nói vậy đấy. Về nhà có bao giờ hỗn hào với ba mẹ không? Không, không. Về nhà thì nó ngoan lắm. Ngoan không? Về nhà thì nó thấy ngoan. Nói về dạng nhà... bảo vâng đúng không? Vâng, ôi về nhà thì dạ vâng. Về nói cái gì là đi liền. Nhụ giờ hai chị em lớn rồi, giờ thay nhau giúp đỡ cho bố mẹ. Ví dụ như ăn uống xong rồi dọn dẹp. À, thì rất là nói để con rửa chén cho, thì nó có rửa chén. Có rửa chén luôn hả? Vâng, cũng giúp đỡ chị. Ở nhà có bấm điện thoại nhiều không? Có, bấm điện thoại. Bởi vì cái điện thoại đó là chị nói là giờ cũng điện thoại cũ á. Thì cho con nó ở nhà nó bấm chơi khỏi, em đi đi theo ra đường á, đi bạn bè đi chơi game. Thế là cũng bấm ra đó, bấm điện thoại rồi vì là tìm bạn bè đó vì đi đấy. Khó ha. À. Đi lần này cụ thể là mấy lần ạ? Giờ cũng nói có... được nữa. Ồ, vậy là nhiều lắm hả? Ờ, nhiều lần nhưng mà cứ đi tuần, rồi hai tuần có, ba tuần có, nhưng mà hắn vẫn đi rồi đến ngủ nhà bạn, rồi đến gọi điện là mẹ đến đón về. Mấy lần trước đi là có tiền bạc gì mang theo không? Không, đừng nói không có lần nào đi mang cái gì hết. Nó ăn ở đâu, nó uống ở đâu? Thì đi ra bạn bè thì rủ nhau rồi đi thổi lửa, có. À, đi thổi lửa. Đi thổi lửa thì con chị cũng biết thổi. Biết không? Bọng, bọng từ trên vai này xuống luôn. Đó, bọng này là về chỉ điều trị được thôi rồi, đi viện rồi điều trị thôi. Rồi cháu bị ngộ độc về bên chiếc tè, bên xăng dầu á. Thổi đúng không? Vâng, rồi cũng biết á, rồi nuốt. Lần này đi là ngày mấy đây? Ngày cháu bừa ra đi là ngày 17 tháng 6. 17 tháng 6? Vâng, bữa nay là 3 tuần rồi. Hôm nay là ngày mùng 7, mùng 8 rồi. Vâng, đó, đúng 3 tuần. Trời đất ơi, còn 9 ngày nữa đủ tháng rồi. Vâng. Mày đi là có nói với ba mẹ là đi đâu không? Không, không. Vậy trốn là chị, đi chị... À, chị đi làm ca ba. Đây, cháu ở nhà nó mở cửa để lấy lục chìa khóa của bố đi luôn, lấy xe đi luôn. Ở nhà là ai là người thường xuyên hay dạy con nhất? Là chị. Mẹ. Chị nói là giờ con phải ngoan, phải giỏi, giờ con lớn rồi, con trưởng thành rồi, sau này có bần gãi nữa. À, con phải có bần gãi, rồi con phải đi làm để giúp gia đình nữa chứ, cho mẹ, giờ mẹ già rồi, mẹ không làm được bao nhiêu nữa. Thì mẹ phải... nói chị con như vậy rồi con ngoan đi, con đừng có hỗn lão, rồi con đừng có đi chơi rồi tập tè bạn bè này kia nữa, con không đi nữa. Nhưng mà lại quay cũng vậy, cũng đi đi. Mà cái hôm bữa cách tuần trước á thì nghe bạn bè bảo là cô Lý ơi, cháu gặp bạn trường ở Dị An, tên Dị An Bình Dương á. Dạ. Đó, thì chị cũng kêu người và gia đình chị cũng đi cả ngày cả đêm tìm kiếm nhưng mà không thấy ở đâu. Không có tin tức đúng không ạ? Không có một. Bây giờ chị đang lo sợ nhất điều gì đây? Chị đang lo sợ nhất là cháu sang cam. Bị lừa sang cam. Rồi dạ, lừa sang cam rồi. Thì là nếu mà sang cam mà sợ nó bán con nít, sợ nó bán nội tạng. Ừ. Thì chị lo lắm. Rất sợ. Bởi vì một đứa con mình sinh ra mà để nó đi như vậy. Chẳng nghe tin tức gì hết. Vì cũng có tin tức gì. Đáng lại có một cái tin tức hoặc cháu. Sự việc này chị đã báo cơ quan chức năng công an chưa? Thì bởi vì chị trước là chị báo phường Tân Hiệp. Nhưng mà bên phường lần này nè. Không, lần đấy chị cũng báo, bởi vì lần trước chị báo thì phường Tân Hiệp bảo là con mày thì con bay đi thì bay đi tìm đi. Chứ giờ mà cứ ăn rồi đi tìm con chứ bay thì làm sao mà tìm về thì đi, tìm về thì đi. À, tức là bên cơ quan chức năng tìm rất nhiều lần rồi đúng không? Nhưng mà công an cũng đi tìm. Không kịp. Nói vậy thôi chứ không đi tìm. Nó kêu từ nhà kiếm đi. Tức là như thế này, bên cơ quan chức năng nhiều lần hỗ trợ gia đình nhà mình rồi. Đi tìm nhiều lần rồi chắc về nhiều, gọi là đi rồi tìm về được nhiều thôi. Không, không tìm về. Đúng không? Vâng. Nên mà bây giờ cơ quan chức năng thì thấy con nhà mình là có một cái gì đó, đúng không? Vâng. Nhưng mà mình về thôi kiểu như kiểu thế này. Đi á. Mình về như thế này, mình cứ lần này ra nhờ bên cơ quan chức năng đi nha. Dù gì thì bé mới 13 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên, mình lựa lời mà nói, nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ cho. Nhưng mà lần này đưa về là tìm về là mình có biện pháp gì không đây? Dạ, giờ lần này về là chị định đưa cháu đi gửi trong trung tâm. Trung tâm ở Sài Gòn. Trung tâm mà bên trung tâm giáo xứ, trung tâm gì ở Sài Gòn. Anh chị là bên đạo mà đúng không? Vâng. Đạo. Anh là bên đạo còn chị là đạo theo. Là theo, mình chấp nhận, mình thương nhau, mình lấy nhau là phải theo. Vâng, đạo đúng không? Dạ. Chị hãy nói một cái điều gì đó với con trai của chị trên video này đi. Chị mong là con mà thấy cái video của mẹ và bố ở lên đây thì con đang ở đâu hoặc ai đang giữ cháu ở đâu
mong cho gia đình được gặp cháu và hoặc thả cho đưa cháu về nhà dùm cho gia đình, để gia đình rất là cảm ơn và hầu tạ. Là chị cũng mong các trên cộng đồng mạng và anh em bên chức năng thì phụ trợ, hỗ trợ và giúp đỡ gia đình để tìm cháu về nhà an toàn. Thật sự rất buồn đúng không ạ? Vâng. Đây là một câu chuyện rất buồn. Tới giờ phút này là như anh chị chia sẻ một câu chuyện tìm con. Và câu chuyện tìm con của anh chị rất là đặc biệt. Con thì đi cũng rất nhiều lần rồi, đi đi về về này. Có thể là anh chị nói bây giờ là bé nó cũng đâu nghe này. Đúng rồi. Đúng không? Gọi là vô tác dụng rồi đúng không ạ? Có thể là mỗi lần con đi, mỗi lần con về là nhồi nhét vào con đầu rất nhiều thứ. Đúng. Chia sẻ cho con đâu là cái đúng, đâu là cái sai. Và cái gì cần tránh né để giúp cho con nên người hơn. Vâng. Nhưng rất tiếc rằng là có thể là bé tuổi đời còn rất nhỏ, chưa thể tiếp thu và không lắng nghe những cái điều mà cha mẹ mong muốn tốt đẹp thì lại không nghe. Nhưng đôi khi ra ngoài đời, ngoài đường gặp bạn bè thì nói vài câu lại nghe. Đúng rồi. Đó là cái điều đáng tiếc mà tới giờ phút này là con bỏ đi lần này mà lại đi theo, mang theo một chiếc xe đúng không ạ? Vâng. Đặc biệt là tuổi 13 mà đi xe ngoài đường thì thật sự rất nguy hiểm. Thứ nhất là nguy hiểm cho bản thân, thứ hai là nguy hiểm cho tất cả mọi người khi tham gia giao thông. Bởi vì cái tuổi này chưa được điều khiển phương tiện giao thông. Vâng. Đó là cái điều thật sự gia đình rất lo lắng. Anh trai, là thường thường anh ở nhà anh có hay tâm sự với con không? Có, nói nó kêu là con cũng cứ đi ở nhà. Nó ở nhà dẹp ba cái đồ ở kia. Ở nhà của ba mẹ. Anh là làm công việc gì? Qua thợ xây. Thợ xây hả? Dạ. Mình có thời gian nhiều để dành cho các con không? Con có ngày chủ nhật à? Chủ nhật thôi đúng không? Còn chị thì làm công ty chắc cũng ít nhỉ? Trường chị đi làm thì chị về đêm thôi. Giả dụ chị đi làm 3 ca, ca 1 thì 2 giờ chị về với con. Rồi cô kêu tâm sự với con. Thì con cũng dạ vâng, ngoan lắm. Thấy ngoan lắm thì chị cũng là mừng cho con rồi. Sau thì chị đi làm cái bữa đó, nói chung là một tuần thì một tháng thì 3 ca, đi làm 3 ca vậy. Nhưng mà cái khi mình ở nhà tâm sự thì nói rất ngoan, rất là thích, rất là mừng, rất là phấn khởi cho con. Nhưng mà cái tuần mà đi ca 3 rất là lo lắng, bởi vì chị đi làm ca 3 chị cũng ở trực tiếp với con, thì ở nhà thì sợ nó là lục chìa khóa thì nó dụ bố nó chẳng hạn, về đấy mở chìa khóa nó đi đó. Ý chắc luôn đó là cháu nên đi ca 3 cái tuần ca 3. Vậy là cứ mỗi lần mà chị có thể tâm sự hoặc nói chung là cháu khi mà cô đi đó là cứ cái tuần là chị đi ca. Chị đi ca 3 lần vì đi. Còn chị đi ca các ca khác là không đi. Vậy là trong nhà là có khi là chị nói thì bé còn nghe, nhưng mà vâng, ông xã nói chắc là ít đúng, nghe ha. Đúng rồi. Mỗi lần dạy con thì chị dạy thì ông xã phản ứng như thế nào? Thì cũng im vậy thôi. Có bênh con không? Nói chung là có khi thì nói giả dụ mình cầm một cái roi mình quất con thì nói là đừng có quất nó, thương đúng không? Thương, đừng có quất nó thì bày đến từ từ thôi, thì mình nói là thế cổ cái roi thôi, quất chiếc chân thôi, mình cũng quất ở đâu hết để cho nó sợ nhiều đau, quá để cho nó như đi. Thế này chị, nếu mà chị mà tác động nhiều quá thì bé nó lì đòn ấy, nó đâu có sợ đâu. Nhưng mà sau thời gian chị cũng đánh đập, chị cũng nói một câu gì, chị chỉ có mình thay đổi biện pháp đúng không? Biện pháp thôi, thay đổi mình chỉ nói khuyên bằng miệng. Nhưng mà con vẫn dạ dạ vâng vâng rồi cũng ngoan vậy rồi cũng vậy đi. Con tôi cũng có dạ dạ vâng vâng kêu rồi, con không có con đi đâu. Ừ, cứ con ở đi. Ở nhà ba mẹ, một tí nó cũng vậy à. Một tí hở ra cái mình nó quậy nó trốn đi à. Cách đây ít ngày trước, anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải có một cái trường hợp tương tự con nhà mình. Nhưng bé kia 14 tuổi, cũng theo bạn theo bè đi chơi, nhưng mà cuối cùng bị lừa qua Campuchia. Mới về, mới giải cứu về xong. Cách đây mới mấy ngày à? Thì đó chị đúng còn sợ vậy. Cũng 14 tuổi đấy, là cũng theo bạn theo bè, là cũng đi chơi bị bạn bè lôi kéo rủ dê đấy. Bảo qua đấy đi chơi, chơi xong rồi nói đi làm luôn, đủ làm để cho có tiền. Rồi cuối cùng gia đình là phải cứu về đấy. Đó là một cái trường hợp thật sự rất thì khổ. Thì cùng trường hợp này 3 tuần này chị cũng có một cái tin tức gì mà nếu mà đứng ở trong Đồng Nai hoặc Biên Hòa thì chị đăng lên mạng ở Bình Dương, chị cũng đăng lên nhóm Bình Dương với nhóm Biên Hòa thì nhóm Đồng Nai. Thì đáng lẽ là vì công an cũng đăng lên tỉnh Đồng Nai luôn, vì các thứ mà cũng có một cái tin tức gì cả, cũng có một cái ở đâu bảo là con thấy thằng này ở chỗ nọ chỗ kia, công an cùng mấy cái thằng cũng bên hiệp sĩ đó thì cũng tới rồi. Chị cũng đi mà cũng không thấy. Một tí em đưa cái tin nhắn cho anh xem mà nhắn sao ai nhắn. Thì tin nhắn không biết mật đầu, tin nhắn là ý là ở Bình Dương có một cái tin nhắn là ở công phải. Ý là cái tin nhắn này là cái con bạn của con gái đã bảo mẹ ơi
À, con nhờ bình bàn học của con thì bảo là bệnh có con bé bảo là cháu bị bắt rồi. À, thằng này thì em biết nhưng mà nghe nói. Ủa nhà mình có đăng lên mạng hả? Vâng. Có đăng lên mạng tìm hả? Có. Có để số điện thoại nhà mình lấy không? Có cả tìm ngày tháng năm sinh của con luôn. Rồi bây giờ em sẽ nói như thế này, khi nhà mình đăng thông tin lên mạng nhà mình hết sức cảnh giác, bởi vì hiện nay rất nhiều cái trường hợp cha mẹ về đây tìm con có chia sẻ cái câu chuyện như vậy và rất nhiều người bị lừa đấy. Vâng. Nha, mình đăng thông tin cá nhân số điện thoại lên thì nhiều đối tượng họ bắt được cái tâm lý của cha mẹ là đang cần rất cần muốn tìm con, thì họ sẽ nhắn tin hoặc gọi điện với nhà mình là họ biết con nhà mình ở đâu đó hoặc như thế nào đó, chuyển cho họ 1-2 triệu họ chỉ cho. Ừ. Rất nhiều người có, bị lừa. Mà bữa có nói rồi. Không. Có một con thằng thì ở Bình Dương, hồi nói là em ở Bình Dương, em ở cái thằng đó là tiếng con trai mà anh bảo là chị có vậy là chị Lý không, mẹ của bé Trường không, thì nói đúng rồi con thấy bé ở đâu hả, nói rồi cháu đang ở Dị An Bình Dương, thì chị phải bảo đó thấy ở đâu thì cho cô định vị cô lên, nói là cô dự trả cho chuyện cho cháu 1 triệu đó, cho cháu 1 triệu rồi vì thằng Trường là nợ của cháu, anh mua cái đồ của cháu bây giờ là cháu bị bom hàng thì cháu bị đền, bây giờ cô phải chuyện cho cháu thì cô đưa cho cháu thì cháu bày cái chỗ từng trường cho cô, nhưng mà cô nói này cho cô biết từng trường, cho cô biết địa chỉ, cô lên cô nhìn mặt từng trường cô mới đưa tiền cho con luôn, chứ giờ mà con nói vậy cô không biết, bởi vì nếu mà con muốn tiền thì con giao từng trường lại cho cô 1-2 triệu cô cũng chấp nhận, nhưng mà giờ chưa thấy từng trường ở đâu mà cô con nhủ cô là đưa tiền cho con mua cái gì thì cô cũng muốn lên gặp để biết cháu mua cái gì hoặc đưa hàng cho cô coi để cô biết cô mua, cô trả tiền cho con nhưng mà sao cúp máy luôn, không có nữa. Thế là có một cái trường hợp đó rồi, nhưng mà hắn không cho định vị nữa, sao tắt luôn, hắn nói cô cài Facebook đi, thì tải lên Messenger vì nó tâm sự, sao nói cô con chuyện định vị cho cô đi, nhưng mà hắn chặn rồi, hắn chặn số luôn. Đó là gặp chị tỉnh táo đấy, còn rất nhiều người khác thì bởi vì tâm lý là không có tiếp 1-2 triệu cứ nôn nao để gặp con lo cho con á, nên nhiều người sập bẫy lắm. Thì chị cũng nghe nói vậy đấy, chị vì cảnh giác ấy. Đó là em mong rằng là không riêng gì anh chị mà rất nhiều các cô chú anh chị, những ai mà trong cái trường hợp giống như chị đã đăng bài lên những các cái trang Facebook để mà tìm con và đặc biệt cung cấp số điện thoại cũng như thông tin của gia đình thì hết sức cảnh giác và lưu ý, bởi vì hiện nay có rất nhiều người, rất nhiều đối tượng lợi dụng vào cái đó để mà lừa đảo và lấy tiền của gia đình, nhưng mà em thấy rằng trong câu chuyện này thì chị cũng tỉnh táo và cảnh giác. Vâng. Như vậy là tốt rồi ha. Rồi anh trai hãy nói một cái điều gì đó với con trai của mình đi. Bố nói còn... Trời đất ơi, giờ nói sao? Giờ rung không dám nói luôn. Nói đi anh. Thì bố muốn con về, con gặp cái trường hợp như thế này. Bố lên đây, bố muốn nhìn con, bố muốn thấy con. Con về với bố, với mẹ. Bố mẹ ngày đêm đi tìm con mà không thấy con ở đâu, bố mẹ và chị hai con cũng rất là xót ruột, đi tìm khắp cả ngày cả đêm luôn. Ôi trời đất ơi, ở nhà là mình là phải để cho chị dạy từng câu vậy hả? Lúc nãy anh đã làm em bật cười thôi, bây giờ làm nữa hả? Anh này không biết chữ, không có học đâu. Nhưng mà mình nói tình cảm á, xuất phát từ trái tim của một người bố dành cho con. Đúng rồi. Anh có nhớ con không? Nhớ. Nhớ nhiều không? Nhiều. Thật không? Mình nói đi. Nói ra cho to, nói đi. Xin em xin lỗi cô chú anh chị, em phải bật cười, nhưng mà thật sự là từ đầu tới đuôi câu chuyện này là anh chị rất dễ thương. Không phải là cái câu chuyện lên đây tìm con mà mình nói những cái câu chuyện đời tư ra đâu. Nhưng mà đôi khi thì em cũng muốn cho cô chú anh chị khi mà về đây thì cũng được cái tâm sự cũng như là vui vẻ một xíu, bớt đi cái sầu lo cũng như là suy nghĩ nhiều. Nhưng mà tới giờ phút này em xin lỗi anh, em vẫn phải cười anh nhá. Rồi mình nói đi. Con ở đâu, con về với bố? Con ở đâu về với bố? Bố nhớ con lắm. Vậy là xong rồi hả? Mình sợ nhất con mình gặp điều gì đây? Sợ đi lung tung mà qua bên cam á. Mình không có chuột về được. Ở nhà là có bao giờ anh test vô đích nó roi nào chưa? Có hả? Mấy lần test xong là mình có ôm con khóc không? Không. Test nhẹ hay test nặng? Mạnh. Phải không? Nhìn chị cười là em biết rồi. Dễ thương không ai, anh chị dễ thương á. Nhưng mà
Chị chắc ở trong nhà là chị là người lo chu toàn hết tất cả mọi người đúng không? Bởi vì ông là cũng không học, cũng đến nơi đến chốn, nói chung là anh ấy không học, không biết chữ. Thì đi làm cái gì cũng chỉ hết đấy. Đi làm cái gì hoặc nói cái gì hoặc làm cái gì là chỉ hết. Đi làm có đưa tiền về cho vợ không? Có. Làm anh làm một tháng nhiêu? Tùy từng, làm mấy từng. Một tuần được nhiêu anh? Từng có ghi 3 triệu, có ghi 2 triệu rưỡi. Mình đưa cho vợ 500 không? Ông đưa hết luôn. Ôi trời ơi, anh dại quá rồi. Thật luôn hả? Rồi là mấy lần đi cà phê với lại đi gặp bạn bè nhậu nhẹt thì mình sao? Tiền đâu mình ấy? Có. Xinh hả? Dạ. Người ta rất xinh hả? Hay là chứa quỷ đen? Đâu có quỷ đen đâu. Có quỷ đen không? Không. Trời đất ơi. Ồ, bé lớn nhà mình là nhiêu tuổi rồi? Nói chung là chồng trước hả? Không. Anh chị được hai đứa mà đúng không? Hai đứa này là một đứa năm nay lên lớp 10. Con gái. Cùng có ăn rồi đi tìm với mẹ với bố đi khắp Bình Dương. Đứa đồng ngoan không? Ngoan. Con học giỏi không? Học nói chung trung bình. Trung bình. Vậy là cứ theo bố mẹ đi tìm em vậy. Vâng, cứ nóng ruột lắm. Thấy ai cứ đăng lên mạng nó nhờ bạn bè á. Nói chờ em ở đâu em về đi. Bố mẹ thấy chị rồi đi tìm á, tìm khắp không thấy. Ủa, còn ông xã trước là ba đứa hả? Vâng. Chắc lớn rồi hả? Vâng, coi trung hoạt. Bởi vì chị năm nay năm mấy rồi mà? Chị 50. À chị 50 rồi mà. Còn anh 39 đúng không? Anh à, chị là lở đò, anh có lở đò không? À. Vậy hả? Mình chơi tăng. Chơi tân. Vậy là thương chị luôn ha. Tình yêu mãnh liệt đấy. Thường thường em thấy được rất nhiều cái câu chuyện như thế này. Tại sao em lại phải nói ra những cái điều này? Tại vì là có rất nhiều cái trường hợp những cái người con trai mà nhỏ tuổi á, quen cái người phụ nữ lớn tuổi á, cái mục đích của họ chỉ vì tiền. Họ quen cho vui thôi. Thứ nhất là về cái thể xác, thứ hai về tiền, một thời gian nào đó nhất định là họ bỏ thôi. Nhưng riêng câu chuyện của anh chị thì tới giờ phút này em cảm nhận được anh vẫn rất thương chị. Đúng không? Ừ. Đến này có hai mặt con rồi mà. Là thương đấy, nên mà chị cũng phải trân trọng nhá. Chị nói rồi, chị nói là giờ trước thì cũng nói. Trước cái khoản trước thì cũng biết. Nhưng mà giờ con ăn lớn rồi. Thì làm sao mà mình chu trí làm ăn rồi lo cho con ăn học đến nơi đến chốn. Đúng rồi à. Dạy con từ tiếng nói đó. Rồi từ cái chị trọ này kia để cho con nó ngoan. Chứ đừng có giữ đợi vì trong gia đình đừng có để tai tiếng nữa. Thì chị nói vậy thôi. Là hay 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 nói với chồng vậy. Ừ, chồng có nghe không? Thì cũng có nghe. Anh có nghe không? Đó. Rồi anh có nói gì không? Đúng rồi, nghe nói gì à? Mình có vui vẻ không? Vui. Hay là mình nghe là với cái tinh thần là ép buộc? Có không? Phải không? Không. Anh ông vẫn thương con lắm. Thương mà, cha mẹ nào mà không thương con? Không thương con, cứ bảo là đứt ruột bình nhà ra mà không thương sao được. Ừ, nói là giờ em mệt rồi, đi làm về mệt rồi thì đưa xe để hai cha con đi. Là chị ở nhà, chị đi làm về mệt thì chị để xe cho hai cha con. Bởi vì một chiếc xe thì con đã lấy đi rồi, không có xe nữa. Thế là chồng phải lấy xe chị, hai cha con lại chạy đi một vòng vậy là trùng tiếng, hơn tiếng gì để về. Cơm nước là ở nhà là ai lo đây? Thì ai cũng nấu hết. Anh có biết nấu ăn không? Biết. Ông này nấu ăn cũng giỏi chứ. Giỏi hả? Nói chung là vợ về thì sớm thì vợ nấu. Cứ bày chồng nấu về sớm mà. Thì chồng nấu, hả? Khi nào mệt, vợ mệt thì vợ nằm thì vợ chồng nấu, thì con gái nấu. Con gái đi học về lo hết được mà. Vậy là gia đình như vậy là quá vui rồi, nhưng mà tới giờ phút này là có... Có từng cu này này. Có nhóc này ha. Vâng. Nó có thể là tuổi đời nó rất nhỏ, nó chưa thể hiểu hết được cái sự đời. Nó nghe theo bạn theo bè, tuổi nhỏ mà. Mình cũng không phải trách móc gì nó. Nhưng mà mình cũng vẫn mong rằng là một ngày nào đó nó cảm nhận được để nó đi đúng con đường, để sau này tương lai của nó đỡ khổ. Đúng rồi. Còn bây giờ nó mà đi sai đường, nó theo bạn theo bè thì cả một cái tương lai. Anh chị vẫn rất mệt mỏi và thậm chí tương lai của nó là thật sự là không có bến đỗ đâu. Đúng rồi. Đó là cái điều mà em thật sự em đang lo lắng. Vâng. Anh chị lo rất nhiều, em hiểu được mà. Thôi như thế này thì cái câu chuyện của anh chị rất dài rồi. Anh em đã ghi nhận. Sẽ cố gắng hết sức để đăng tải video này nhanh nhất có thể lên khắp các trang mạng xã hội, với mục đích chính là tìm con nhà mình. Vâng. Thì hôm nay anh chị về đây nhờ anh em quay phim ghi hình. Thì anh chị cũng có chia sẻ cái câu chuyện đời tư của hai vợ chồng. Vâng. Từ lúc quen nhau yêu nhau cho tới lúc mà sinh con đẻ cái và nuôi nấng con khôn lớn. Và vâng. Rồi con bỏ đi. Với cái câu chuyện là bé bỏ đi rất nhiều lần như vậy. Thì thật sự là không có cha mẹ nào mà mong muốn rằng mà phải lên đây để ngồi trước bao nhiêu cái máy quay, cái điện thoại để ghi hình, để mà được một cái câu chuyện gia đình nhà mình như thế này lên cho tất cả mọi người xem hết. Đúng không rồi. Có ai mong muốn cái điều đúng đó rồi. Hết. Nhưng mà hết cách rồi. Hết cách. Đúng không ạ? Gọi là xấu
xấu che tốt khoe, không có ai mà đi vạch áo cho người xăm lưng. Đúng rồi. Không có ai mà đem một cái câu chuyện gia đình nhà mình đời tư để kể cho người khác. Nên cũng rất mong rằng tất cả các cô chú anh chị xem mà cũng thông cảm cho anh chị. Và không riêng gì anh chị đâu, cũng rất nhiều cô chú anh chị về đây để mà chia sẻ tìm con. Bởi vì sao? Bởi vì anh chị có thật thà thì anh chị mới chia sẻ những cái thật thà như vậy. Còn nhiều người khác người ta không thật thà thì người ta đâu có nói cái chuyện đời tư ra làm gì. Nói ra làm gì để cho người khác người ta cười mỉa mai. Nhưng không phải đâu cô chú anh chị ơi, bởi vì anh chị đã sống quá thật tình nên mà cả anh cả chị mới chia sẻ như vậy. Thì rất mong rằng video này được sự chung tay góp sức của tất cả các cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa, để hy vọng một ngày gần nhất anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được con trai của anh chị ở đâu đó để về để đoàn tụ với gia đình, và đặc biệt rằng bé về để gia đình có cách có hướng để giúp bé sau này nên người. Còn con trai đang ở đâu đó xem được video này, thấy cả ba cả mẹ, bố, gọi bố, giống mẹ. Người miền Bắc ha, bố mẹ lên đây nhờ các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm con, thì hy vọng rằng con đang ở đâu đó, con hãy sớm quay trở về. Bởi vì là tuổi đời con nhỏ xíu, 13 tuổi, có thể là bên ngoài nữa. Rất là cái niềm vui đấy, hợp với con đấy. Nhưng mà con đi theo như vậy, liệu rằng cái tương lai của con về sau như thế nào đây? Và thậm chí tới giờ phút này, đôi khi là con sẽ bị sập bẫy, bị lừa, thậm chí là bị bán qua Campuchia. Nếu thật sự cái câu chuyện mà con bị lừa bán qua Campuchia tới giờ phút này mà là sự thật, thì con thật bình tĩnh con gọi điện về cho ba mẹ, bố mẹ, để bố mẹ có cách có hướng để đưa con về một cách an toàn nhất nha con trai. Còn bạn bè nào, cô chú nào mà thấy bé ở đâu hoặc đang chứa chấp bé thì mong rằng hãy khuyên hoặc là đưa cho bé quay trở về đoàn tụ với gia đình đi. Thương bé, thương bố mẹ, thương gia đình của bé thì hãy đưa bé về. Bởi vì bé còn nhỏ lắm, bé chưa biết gì đâu. Nên mà mong rằng là tất cả cô chú anh chị hãy cùng chung tay góp sức để giúp đỡ anh chị. Thì hôm nay anh chị về đây, nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con trai mình. Anh chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con trai mình không? Chị mong muốn được tải lên rồi để anh em lên mạng xã hội biết cháu ở đâu, hoặc đang giữ cháu ở đâu, hay là đang còn cháu đang tú túc ở đâu, thì mong đi về với gia đình, đưa cháu về giúp cho gia đình. Và toàn bộ câu chuyện anh chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Dạ có. Có. Trong câu chuyện này thì vui cũng có mà buồn thì lại nhiều hơn ha. Thật sự thì trước giờ thì em toàn tìm người thân, thật sự là em toàn là đa số là giúp mọi người phỏng vấn để tìm người thân. Nhưng mà cái câu chuyện của chị thì em muốn có một cái tình tiết nó vui vui một xíu. Vui ở đây là không phải là mình lấy cái nỗi buồn ra để mình bỏ những cái câu chuyện, những cái khúc vui vào để như thế nào hết. Không phải là cái mục đích để gọi là cười nhạo hoặc là đi sai vấn đề, không đi vào vấn đề chính, không phải. Tại vì là cuộc sống em muốn là thăng có, trầm có, cũng như là buồn quá thì cũng giàu ha. Lúc nào cũng khóc quá thì thật sự buồn lắm. Em ở đây giống như kiểu ngày nào em chứng kiến cái cảnh mà cha mẹ tìm con cứ khóc hoài á. Đôi khi cô chú anh chị xem trên mạng cũng vậy á, cô chú anh chị cũng kiểu cũng chán á. Cứ tối ngày cứ tìm con hoài. Tìm con là cô chú anh chị biết cái kết luôn à. Đi cứ lên khắp, tìm con rồi khóc cũng rồi. Yên tĩnh nào cũng biết hết luôn. Yeah. Chị ở Đồng Nai mà chị ở Nghệ An vô đây mới đi làm, chị biết lên công ty thôi. Nhưng mà giờ ở vùng nào chị cũng biết hết, hẹn nào cũng biết. Bởi vì đi tìm con. Đi tìm con. Gọi giờ là... ai đẩy ở đâu, thấy mày, thấy thằng cu nhóc ở đâu là chị chạy, chị liền, không ăn uống gì hết, chạy ngay. Nhưng mà cũng phải không biết, không thấy ở đâu. Thôi cố gắng nha. Yeah. Nhưng mà em thấy anh cười cái con nào? Chị đang khóc nha, anh cười được không? Làm gì dám cười. Bây giờ chị mong là bên... lên đây chị cũng đi rất xa. Yeah. Lên đây cũng nhờ bên cũng đi tìm kiếm khắp nơi rồi. Yeah. Giờ chị cũng là nói chung cũng đuối hết rồi, đuối sức rồi. Bây giờ chị lên đây cũng nhờ bên đội hiệp sĩ anh Hải ở Bình Dương. Yeah. Tìm kiếm giùm, và trên kênh mạng xã hội có ai biết cháu ở đâu hoặc thấy cháu ở đâu thì giữ cháu lại, hoặc đưa về cho gia đình, hoặc bảo lại cho anh Hải. Hoặc bảo về gia đình cũng có số điện thoại ở trong cái tấm hình rồi. Dạ. Thì bảo lại cho gia đình để gia đình sớm đón cháu về để đoàn tụ với gia đình. Mong rằng là khi con trai nhà mình về mình phải có cách có hướng nhá. Giờ chị lần này mà được cháu về nhà nữa, thì chị vẫn phải có biện pháp để gửi cháu đi bằng một giá. Thôi gửi cháu đi thì về mình tính sao đi. Về nó mà ngoan thì để nó nhà. Được. Nhá. Cháu nó, nếu về, cháu bây ngoan, giờ chỉ cần nó chịu về. Nó biết lỗi của cháu rồi. Đúng ấy. Rồi. Anh biết lỗi, anh xin lỗi, và nó biết về chú trí thương mẹ thương bố thì về để cháu ở nhà. Về nhà mình nhá. Dạy thêm cháu để cho nó ngoan, để thành một người con ngoan hiếu thảo. Thế giờ chị thật cũng mệt mỏi.
Bất lực hả? Bất lực cũng quá bất lực. Nó về nó còn đi không mà đâu có. Thôi chị, với cái tuổi đời như chị mà làm K1, K2, K3 thật sự công việc rất vất vả đấy. Để... làm đêm hao ngủ sức lắm. Cũng không ngủ được, kể nhớ con đó. Nhưng với cái mục đích là vì gia đình được ấm no hạnh phúc và vì tương lai của các con. Đúng không ạ? Đúng rồi. Gọi là nếu mà gia đình mà hòa thuận hoặc là êm đẹp, tất cả các con là con ngoan, nghe lời ba mẹ học giỏi, thì cái việc kinh tế là mình dù mệt như thế, mệt mấy nhọc đến mấy mình cũng cố để phấn đấu. Đúng rồi. Để có một cái gia đình hạnh phúc trọn vẹn ha. Nhưng mà giờ mình cố từng nào rồi cứ thấy mệt mỏi từng đó. Đúng không? Mệt đúng không? Mệt. Bây giờ mình có khi đi làm về không muốn tắm luôn á. Vô nằm cái là nằm dài luôn. Thôi cố gắng, chị cũng phải cố gắng ăn uống để có sức nhá, để đi làm nhá. Cái sự việc của chị thì chị, anh chị cứ yên tâm đi. Vâng. Anh em sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình nhá. Vâng. Cuối video em chúc anh chị nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là con trai chị sớm quay trở về một ngày gần nhất nhá. Nhi ơi về đi con, về với cha mẹ đi con, em với cha mẹ ai cũng nhớ con hết trơn á. Về đi, mấy ngày nay mẹ lo cho con nhiều lắm, mẹ không ăn uống gì hết trơn á. Nhi ơi về đi con, về nhà mình có cái gì thì ăn cái đó đi con, đừng có đi nữa. Nhi ơi về đi con ơi. Mẹ lo cho con lắm Nhi ơi. Con ở đâu con nghe lời của mẹ, nghe được lời của mẹ con về đi Nhi. Dạ em chào chị. Dạ. Chị có thể giới thiệu à? Chị tên là gì? Dạ em tên Kiều ạ. Chị Kiều là quê quán ở đâu đây? Dạ quê em ở Hậu Giang. Hậu Giang à? Dạ. Là chị Kiều mới từ Hậu Giang lên đây hay là như thế nào đây? Dạ em lên được hơn tháng rồi anh. Là lên đi tìm con hay lên để đi làm? Dạ lên đi làm, nhưng mà em chưa đi làm. Chưa đi làm? Dạ. Là chị Kiều cùng với gia đình hay như thế nào? Dạ em với chồng em với một bé gái lớn với bé gái nhỏ nữa. Lại, vậy là cả gia đình nhà mình mới dạ, lên được hơn tháng. Dạ. Chưa kịp đi làm thì dạ. Con bỏ đi hay như thế nào đây? Dạ bé lớn thì đã đi làm rồi anh, còn em thì chưa đi ạ. Là bé cũng mới lên cũng chưa được một tháng hả chị? Dạ. Trời đất ơi. Con nhà mình họ tên đầy đủ là gì đấy chị? Dạ Trương Thị Hồng Nhi ạ. Bé năm nay nhiêu tuổi rồi chị? Dạ 18 tuổi ạ. 18 tuổi hả? Dạ. Chị Kiều năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em 43 tuổi. 43 hả? Chị Kiều được mấy đứa con đây? Dạ hai đứa hả? Bé này là bé lớn hả? Dạ đúng hả? Bé lên trên thành phố là làm ở đâu? Dạ làm ở Bình Dương ạ. À làm Bình Dương hả? Dạ. Làm ở chỗ nào Bình Dương đây? Dạ làm ở Thuận Giao ạ. Thuận Giao hả? Dạ. Nhà mình có bà con dòng họ gì trên trên đó không? Dạ không ạ. Vậy là nguyên gia đình nhà mình lạ nước lạ cái là tới đấy để làm hả? Dạ. Tự mình tìm tới hay có ai giới thiệu không? Dạ không. Không có ai giới thiệu hết hả? Dạ. Trời đất ơi. Giờ con nhà mình đi là đi hôm nào? Dạ hôm sáng thứ bảy anh. Sáng thứ bảy. Vậy là hôm nay là thứ hai. Dạ. Ngày kia. Dạ. Đi là con gái có mang theo thứ gì đi không chị? Dạ có cái ba lô á anh, với điện thoại thôi. Ba lô với điện thoại. Dạ. Ba lô có quần áo không? Ngày thường thì bé đi làm thì em thấy bé quải theo chứ. À, tức là cái ba lô nhỏ đúng dạ, không? Dạ ba lô nhỏ xíu để đi làm. Để đựng đồ cá nhân đúng không? Dạ dạ đúng rồi anh. Trời ơi. Con gái đi có viết thư viết từ gì để lại không đây? Dạ không. Con gái nhà mình lên Bình Dương là làm được mấy ngày rồi? Làm hôm tháng rồi là bé lãnh lương được 2 ngày. Rồi xong tháng này mà nếu tháng này tới lãnh lương này là đủ 30 là đủ một tháng. Hôm tháng này thì mới làm được có mấy ngày chứ nhiêu? Tháng này là mấy ngày nhưng mà bé đã làm được một tháng trọn hôm tháng rồi dạ. Là tháng 6 anh đúng không? Tháng này là tháng 7 đúng không anh? Tháng này là tháng 7 đúng dạ. Rồi. Là sẽ qua tháng này là bữa nay hôm 8 tây thì 10 tây bé lãnh lương. Làm là làm công việc gì đó? Chị, con nhà mình á. Về thì kể là con làm công ty bao bì giấy nhưng mà có lần thì em cũng tới cái công ty đó rồi. Cũng thấy con mình trong đó đi ra nữa. Làm đó là làm ngày mấy tiếng đây? Sáng thì 7 giờ vào làm, xong rồi thì chiều là 4 giờ về nhưng mà hầu như là bé nó tăng ca 8 giờ thường xuyên luôn. Thứ 7 em cũng thấy tăng ca luôn nữa. Là có đúng con nhà mình tăng ca không? Em lại em hỏi bảo vệ thì chú bảo vệ bảo là cũng có một số người còn tăng ca. Tính tình con nhà mình như thế nào đây? Xưa bây giờ nó khờ lắm, nói chung là nó cũng không có đi chơi bời hoặc là đi chỗ này chỗ nọ, cho nên đi làm thì cứ đi xong rồi sáng đi làm thì tối về, chủ nhật thì ở nhà thôi. Vậy là hôm nay chị về đây cùng với ai đây? Dạ chồng em. Chồng hả? Sao chồng không về vào đây?
Dạ bây giờ có gọi chồng em đâu. À chồng đang ngồi ngoài hả? Dạ. Thôi được rồi, dù gì thì cũng đã lỡ rồi nhá. Dạ. Khổ thật sự khổ. Chị đang sợ nhất điều gì đây? Em sợ người ta bắt nó đi bán, đi tống tiền, em có tiền chuột về. Khổ giờ nghèo con hay con nhỏ nữa. Con nhà mình cái thời gian gần đây có dấu hiệu gì bất thường không chị? Dạ ít nói lắm anh. Bình thường nó có nói không? Bình thường thì nó cũng nói cũng hơi nhiều tí, nhưng mà giờ về là cứ tắm xong rồi giặt quần áo là lên gác ngủ. Mệt á. Sáng thức dậy thì đi làm. Tăng ca mà một ngày làm 12 tiếng mệt mà. Bé lần đầu tiên đi làm công ty hay là sao đây? Hay dạ. Là trước kia đi làm rồi? Năm 2019 có lên làm anh, xong rồi làm cũng thời gian rồi dịch xong rồi lại thất nghiệp xong rồi về quê. Là cả gia đình mình hả? Dạ đúng rồi anh. Trời đất ơi, nhà mình có nhà ở quê không? Dạ không anh. Ở nhà bên mẹ đẻ. Chồng là quê ở đâu? Chồng em á, chồng em chồng sau này á là quê bên An Giang. Dạ. Ủa ông chồng trước là mình thôi rồi hả? Dạ thôi, lúc bé 5 tháng tuổi là em thôi, em đem bé về bên ngoài gửi đi làm nuôi nữa anh. Vậy nhà mình hiện tại bây giờ mấy bé rồi? Dạ hai bé. Vậy bé sau là của ông sau đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Là nguyên gia đình nhà mình ở chung hết. Dạ, ở là... chung từ năm 2019 ạ. Ừ. Là em hỏi thật này. Dạ. Nhá. Dạ. Chồng của chị tức là ba dượng của bé đó. Dạ. Có thương bé không? Dạ có anh. Có bao giờ la dày gì không? Dạ ít lắm. Có nhưng mà ít hả? Dạ, chỉ là kêu đi làm thì cha chở đi thôi chứ. Thường xuyên mà giống như là có nói cái gì thì cũng giống như cũng không mát em. Ừ em ơi con nói này nói kia. Mà thường nói với em câu á, bây giờ anh là cha giống như là một tiếng cũng là cha, nhưng mà thực tế ra thì cũng là cha dượng. Nhiều khi muốn nói sai cái gì thì anh cũng không la được. Thì là em phải la. Chồng em nói như vậy. Nhưng mà con nhà mình có biểu hiện là khó chịu khi sống chung không? Cái thời gian gần đây nè. Dạ không anh. Nhà mình ở cái phòng trọ lớn không? Dạ nhỏ anh. Nhỏ hả? Ở trên bé thì ngủ trên gác hả? Dạ. Gác là con làm vách tường ngăn cách gì không? Dạ không anh. Còn hai vợ chồng chị là sinh hoạt ở dưới. Dạ đúng rồi. Nhà mình có hay ăn cơm chung với nhau không? Hồi trước á thì thường xuyên là ăn cơm chung, nhưng mà thời gian gần đây bé nó tăng ca anh. Về nó hay mua đồ này kia, nó ăn xong rồi là nó lên nó ngủ rồi. Còn chủ nhật á thì em làm đồ ăn á thì xúm nhau lại ăn vậy á. Chị lên là vẫn chưa có việc làm? Dạ chưa. Còn ông xã làm gì rồi? Dạ trước cũng đi làm công ty xong rồi lại thất nghiệp, rồi giờ ra làm hồ á. Bữa được bữa không. Làm hồ mùa này bấp bênh lắm. Dạ. Nắng mưa thất thường mà. Chồng là làm thợ hay làm phụ đấy? Dạ làm thợ sơn. À thợ sơn hả? Dạ. Bây giờ cái mức chi tiêu kinh tế trong gia đình mà thu nhập như vậy có đủ để chi tiêu không? Nói chung là cũng giờ cái gì vật giá nó thì anh thấy thì cũng nhín nhút hà tiện là tặng. Vật giá thì leo thang. Dạ, đúng mà rồi. Lương thì lại không thì có không em có được cao. Em nhỏ nữa. Khổ thật sự. Bé nhỏ là giờ được mấy tuổi? Dạ 4 tuổi anh. 4 tuổi hả? Dạ. Có gửi trẻ chưa? Hồi có trước, cho đi học mẫu giáo gì chưa trước chị? Em có đi gửi lúc 2 tuổi, xong rồi bây giờ thời gian em về quê em nghỉ, em đem bé về. Xong bây giờ quay lên em định cho chị nó đi vô công ty ổn định, xong rồi là bắt đầu mới lãnh cái lương của chị, mới lấy tiền lương chị gửi em bé đi nhà trẻ thì mẹ mới đi làm. Mà bây giờ mức thu nhập mình dựa vào con nhà mình ha. Dạ. Chồng thì làm chắc chả đủ ăn đâu đúng không ạ? Làm nếu làm thường xuyên thì chắc cũng được, nhưng đó thì cũng xoay sở gì được. Nhưng mà làm ngày xong lại mưa lại nghỉ. Có khi từng làm được ngày, có khi từng làm 2 ngày. Đó là thời tiết, còn chưa tính là có việc hay không nữa. Dạ. Đúng không chị? Có khi nào vì cái điều đó mà con nhà mình lại muốn đi làm công việc khác nhiều tiền hơn không? Em thì em cũng không biết đâu, nhưng mà cũng nhiều hôm rồi là đi làm á thì cũng khuyên rồi, con ơi nhà mình nghèo còn thiếu nợ lắm, giờ gắng làm thời gian cho mẹ trả nợ chứ. Về bây giờ đừng trả hết nợ người ta, chứ bây giờ nợ thì cứ hàng tháng cứ đóng lời lãi này sang lãi kia. Rồi em thì còn nhỏ là sắp sửa bước vô trường nữa. Thì chị nói vậy thôi thì nó làm thinh là nó không trả lời. Chị tâm sự với con vậy hả? Dạ. Đôi khi những cái lời tâm sự của chị vậy á dẫn tới cái tình trạng bé suy nghĩ rất nhiều. Dạ. Bé suy nghĩ
đủ thứ chuyện, kinh tế, cơm áo gạo tiền, rồi là tiền ăn, tiền uống cho gia đình, rồi là tiền công nợ của mẹ. Chị là nợ gì mà nợ dữ hả? Trước cái năm dịch xong rồi, rồi cái bốn người lên, hai vợ chồng, hai đứa con, anh thấy thất nghiệp mấy tháng trời, lại không tiền, rồi mượn ở quê, mượn người thân, người này người kia cho mượn. Rồi xong rồi hỏi cái số người thân cho mượn á, thì mình không có lời, thì từ từ mình làm có mình trả. Còn cái số mà mẹ em vay dùm ở ngoài á, thì bây giờ hàng tháng em phải đóng lời. Nhiều không chị? Hơn 50 triệu anh. Hơn 50? Dạ. Hơn 50 là một con số rất lớn. Đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Nhiều người, người ta có điều kiện thì người ta coi 50 triệu là bình thường. Dạ. Nhưng gặp rất nhiều gia đình con số 50 triệu thì đó là một cái khoản tiền rất là lớn. Bởi vì cái mức thu nhập cũng như cái công việc, công việc mà làm những cái công việc bình thường và mức thu nhập rất ít thì đủ ăn, đó là một cái điều là thấy là khó rồi. Mà để dư giả để trả nợ thì thật sự đó là cái điều rất là khó khăn ha. Chính vì cái điều đó là con gái vẫn biết cái số nợ đấy luôn hả? Dạ biết anh. Mình có hay nói với con những cái lời như vậy không? Hay tâm sự là nợ nần vậy không? Dạ có. Chính vì những cái điều đó nên con nhà mình có một cái suy nghĩ hoặc có một cái áp lực gì đấy đó chị ạ. Dạ. Chị có sợ rằng con nhà mình là nghe bạn bè dụ dỗ hoặc cám dỗ, hoặc là thậm chí là lên mạng để tìm những công việc khác làm để kiếm nhiều tiền hơn, cấp tốc hơn để về trả cho mẹ, cũng như để lo cho gia đình không? Dạ có anh. Có hả? Dạ. Con nhà mình có hay chơi điện thoại không chị? Dạ có ạ. Có thường xuyên lên các trang mạng xã hội không? Có anh, mấy lần vô cũng tìm việc online nhưng mà em cũng la hoài, em nói cái đó không có thật đâu, con đừng có nghe đó. Giờ mình đi làm đi. Em cũng nói với bé hoài thôi, con đi làm trước đi, ổn định xong rồi mẹ gọi em, mà mẹ đi làm rồi cố gắng từ từ mình dành dùm mình trả nợ, chứ giờ đất ruộng thì nó không có rồi. Ở thì bên ngoài thì cũng ở đỡ bên ngoài. Ở đậu đúng không? Dạ ở đậu. Ở miền Tây nhà mình gọi là ở ké, ở đậu đúng dạ. không? Rồi còn bên nội cũng vậy. Bên nội thì đã không nhìn nhận bé từ nhỏ rồi anh. Ôi trời đất ơi. Nói ra thì đau lòng rồi. Không phải lên đây để kể lại cái chuyện này. Cuộc đời của em nhiệt tình. Dù lúc em muốn nghĩ hoàn lắm, nhưng mà suy nghĩ lại còn con nhỏ nữa. Mình chết rồi, cha mẹ quê thì mẹ em thì bệnh. Ơi, sao mà khổ vậy nè. Em lấy chồng về, bên chồng thì không có thương em gì hết trơn, mặc dù em không có lỗi. Là chồng sau hả? Chồng trước, ba gua cuốn bé này là anh. Trời. Xong rồi không có nhìn nó thì bây giờ em ẵm về, bé 5 tháng rưỡi em ẵm về cho mẹ em nuôi là mẹ đẻ. Xong em đi làm thuê làm mướn đủ công việc, ai mướn cái gì cũng làm để gửi tiền cho mẹ em nuôi con, là lúc đó em chưa mang nợ. Cái thời gian em mang nợ là em sanh con bé nhỏ sau này. Chồng trước là mình có đăng ký kết hôn không? Dạ không anh. Vậy là không có phụ cấp nuôi đồng nào hả? Không có cho con đồng bạc nào để mua sữa hả? Dạ, lúc nhỏ thì không có cho, nhưng mà tới lớn thì có cho, nhưng mà lâu lâu thì cho được 1 triệu hoặc 500 vậy đó. 1 triệu 500 thì làm gì đây? Dạ, nhưng mà bé nhiều lúc bé cũng buồn cha lắm, nhưng mà mọi người bên mẹ em cũng khuyên nó, cha thì không có tiền thì có cha cũng cho con. Lúc đầu là bé không nhìn cha đâu, nhưng mà bên gia đình bên em ai cũng la, cả em cũng la động viên con, nói thôi giờ con cố gắng lên, cha mình đã không thương mình vậy rồi, với thời gian mình không có ở gần cha, ở chung với mẹ nó thì ở chung với em thì cũng ít, nói chung là tình thương là hình như ông bà ngoại dành cho con bé này nhiều nhất, với cậu Út. Cậu Út hồi xưa là ẵm bồng đưa đi học rồi đưa rước đi về, thời gian sau của Út lấy vợ sanh con, giờ của Út cũng lên Bình Dương làm. Nói chung bên nội là bên nội của chồng trước đúng không? Dạ đúng rồi. Là không có chấp nhận luôn hả? Dạ. Không chấp nhận chị luôn. Lúc đầu thì có chấp nhận, nhưng thời gian sau rồi bắt đầu là cũng giống như là nó lạc lẽo lắm, nó không có. Tại vì cái thời gian đó là chồng của em quậy lắm, cho nên là em mới bụng bé về bên ngoại. Dạ, xong là thời gian không liên lạc, nhưng bây giờ về thì nói chung thì em chồng con có mấy cô đồ gặp thì cũng gặp trên điện thoại thì cũng chào hỏi, đứa em chồng cũng chào hỏi vậy. Nhưng mà em ít gặp lắm, tại anh thấy đi làm suốt gì đây, đâu có thời gian nhiều đâu mà gặp. Bé là có hay được gặp ba không? Ba có hay gặp bé không? Tới dạ, thăm non không? Ít lắm anh. Vậy là chỉ chuyện trò trên điện thoại thôi à? Nhưng mà ba gọi điện cũng ít nói chuyện, hầu như thương ba này nhiều hơn hay sao? Thấy thương ba sau ha? Dạ, ba sau này thấy, mà ba sau này cũng chịu bé này nhiều á. Ba sau có thương bé nhiều không? Dạ thương anh. Có lo lắng không? Dạ có, thấy chịu lắm. Vậy là ba ruột thua ba ghẻ rồi hả?
Dạ em thì chắc em cũng nghĩ vậy, tại vì em nghĩ ba ruột chắc không ở gần gũi cho nên chị... mình bên gia đình ông xã sau của chị đó có đón chào chị không? Dạ có. Có thương không? Dạ thương, tụi em cũng làm đám cưới đàng hoàng. Mình có đăng ký cái hôn chưa? Dạ chưa. Chưa, sao chưa đăng ký cái hôn nữa? Em bây giờ em đăng ký bên em thì em phải giống như là hôm bữa em có định là lên xã hội để ví dụ đăng ký kết hôn với chồng em sau này để làm khai sinh cho bé sau á, thì ở trên đó mấy anh hướng dẫn là phải đi qua tòa án xin cái giấy là độc thân hả? Cái không phải giấy độc thân mà giấy ly dị á. Ủa chồng trước mình có đăng ký kết hôn đâu mà ly dị? Nhưng mà bây giờ em không có kết hôn thì người ta đâu có chấp nhận cho em làm ly dị. Thì đúng rồi, chị đâu có đăng ký kết hôn với chồng trước đâu. Rồi bây giờ là em phải chấp nhận, bây giờ lấy chồng sau này, bây giờ muốn đăng ký kết hôn thì người ta bảo là phải có cái giấy ly dị đó thì mới kết hôn được, rồi em không có giấy. Ủa kì á. Dạ cho nên bây giờ sanh bé ra đi làm cái sanh trần ai luôn, ông ngoại đi làm thế cũng không được. Không được đúng không? Buộc lòng đích thân mẹ phải đi đó, em... Được chưa, được chưa? Dạ được rồi anh. Bây giờ hai bé toàn lấy họ bên em luôn, không có được lấy họ của cha. Đúng, rõ ràng là như vậy rồi. Dạ. Tại vì phải có giấy đăng ký kết hôn để viết mang họ cha được. Dạ. Mình có dẫn các bé về nhà ông xã sau chưa? Dẫn về bên nội chưa? Dạ, nhà bé lớn thì chưa đi anh, tại vì từ Hậu Giang qua An Giang thì em không biết là có xe đò đi hay không. Thì cứ đi xe máy thì hai vợ chồng với đứa bé nhỏ này đi chung. Có bao giờ bé lớn là muốn về thăm gia đình của ba sau không? Có nhiều lần em cũng rủ về nội chơi vậy đó, nhưng mà ngại ha. Không trả lời, bé này nó ít nói chuyện. Đi làm về là cứ vậy là tắm giặt xong rồi vậy đi là ngủ thôi. Từ trước tới giờ là con nhà mình là đi làm được nhiêu tiền là đưa cho mẹ phụ hết trong gia đình. Dạ đúng rồi. Có lấy đồng nào để xài cho bản thân không? Dạ không. Trời em cho lại thôi, chứ thấy con mình không có tiền. Có đòi hỏi không? Dạ cũng không đòi hỏi đâu anh. Bé là có trưng diện gì không? Dạ không luôn. Vậy là bé là thiệt thòi nhiều đấy. Dạ. Bé em nói thật luôn, biết là bé 18 tuổi nhưng mà em thấy cuộc đời của bé vẫn bất hạnh đấy chị ạ. Khổ quá khổ. Bé con nhà mình lần này đi em nghi là không phải ham chơi ham vui bên ngoài để mà đi đâu, mà em đang nghi ngờ á. Thương mẹ, thương em, thương gia đình, thấy gia đình nợ nần, bây giờ nợ nần là quá trời kìa. Nên mà sợ rằng là công việc hiện tại thì đang làm tăng ca quá nhiều nhưng có thể thu nhập nó rất là kém. Có thể rất mệt cho bản thân nên đôi khi con nhà mình muốn tìm một cái việc gì đó làm để cho phù hợp, và thứ hai là để nhiều tiền để phụ giúp cho gia đình. Yeah. Nên mới bỏ đi vậy thôi. Vậy là con đi là mình không gọi điện được cho con luôn hả? Em gọi thì có chuông đổ nhưng mà không nghe máy, em nhắn tin thì không có trả lời. Nhưng mà điện thoại thì lúc mở lên thì điện, lúc thì thuê bao. Trước giờ nó có bỏ đi như vậy không? Dạ không anh. Đi đâu làm, là nó có xin phép không? Dạ có, đi làm xong là về chứ tăng ca nó hay nói mấy giờ con về lắm, nhưng mà sau lần này... Đi làm là đi bằng phương tiện gì đấy? Dạ đi bộ anh. Trời đất ơi, là bé vẫn chưa có xe riêng luôn hả? Dạ chưa. Trời đất ơi. Khổ quá khổ. Điện thoại bé xài là điện thoại gì đấy? Điện thoại bình thường, Oppo trước em mua đâu hơn 3 triệu gì mà hôm bữa nó hư. Xong nó nói mẹ ơi con điện thoại hư rồi mà không có tiền mua. Con mới nói ráng đi từ từ rồi thì mằng mua, mà mấy năm nay con đủ tuổi mua rồi, thôi mới mua trả góp đi, tháng mẹ cho con 1 triệu con góp, con mua điện thoại chừng 3-4 triệu xài được rồi. Thì nó nói thôi mẹ ơi chưa có tiền. Bé về là có chăm em không? Dạ có. Mình chăm em và nằm em đúng không? Dạ thương bé sao này lắm. Cho nên em cũng an tâm nữa. Mà sau lần này đi xong rồi là tí... Chị có thấy con nhà mình nặng gánh không? Chắc khó. Đúng không ạ? Dạ đúng. Mới 18 tuổi đầu thôi. Đúng cho cái tuổi này này, là cái tuổi được cha mẹ bảo bọc lo toan này. Nhiều bé, nhiều gia đình về đây, thậm chí con đôi mươi, con 21 đang còn chiều chuộng tất cả, chưa cho làm đục đến móng tay móng chân luôn á. Nhưng con nhà mình em thấy là ra đời sớm. Bé trước kia là học hết lớp mấy đây? Hết lớp 9 anh. Nghỉ rồi hả? Dạ. Tự bé nghỉ hay là gia đình khó khăn? Em lúc sau, từ lúc em sanh bé sau này cái xong nó không chịu học nữa, nó nói mẹ ơi con học hết lớp 9 con nghỉ. Tụi em cũng khuyên, nó nói ráng đi học đi, cha dượng này cũng khuyên con ráng đi học đi, cha với mẹ ráng mằng lo cho con học chừng nào con. Cái thời điểm đó chị đã nợ chưa? Dạ chưa. Chưa nợ hả? Dạ. Về sau với nợ hả? Dạ đúng rồi. Nợ là do mình làm ăn hả? Dạ do dịch bệnh xong rồi không đi làm được, rồi con bé nhỏ này nó bệnh nằm bệnh viện, vay mượn để dạ, mình đúng rồi, anh. Ăn uống cũng như là chi tiêu chăm sóc cho con đúng dạ. không?
Bé nó lên làm được 2 tuần là bắt đầu dịch tới luôn, xong rồi thì nghỉ thời gian rồi lại làm. Có lúc cũng hai mẹ con đi làm cùng, nhưng mà thấy con mình nó ngoan chịu khó, nhưng mà em biết con em nó thiệt thòi lắm. Nhưng mà như em như vậy em thấy lấy cái gì bù đắp. Là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mấy ngày nay em buồn, em tuyệt vọng lắm. Nhưng mà em suy nghĩ mình chết đi rồi, rồi con nhỏ bé này ai nuôi đây. Mình không có suy nghĩ bậy bạ nha. Mình đừng có suy nghĩ bậy bạ. Bởi vì là mình suy nghĩ như vậy tội các con lắm. Chẳng giải quyết được một cái việc gì hết. Chẳng giải quyết được một cái việc gì mà đem lại rắc rối và niềm đau rất nhiều thêm. Nên mình không được suy nghĩ những cái suy nghĩ dại dột nha. Dạ. Chị phải cố gắng hơn. Thay vì suy nghĩ như vậy, chị phải quyết tâm cố gắng hơn để sau này mình lo được cho cả hai đứa con. Dạ. Đặc biệt là đứa nhỏ 4 tuổi. Chị hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con gái của mình đi. Dì ơi, về tâm sự đi, với con ơi. Đi đừng có bỏ mẹ đi, gì ai cũng lo lắng cho con hết trơn. Nói đi, về nhà có gì ăn nấy đi con. Về nhà đi con. Có dặn mẹ, mẹ có la gầy gì đâu mà bỏ đi như vậy chứ, thiệt tình. Có cái gì thì nói, ừ cha cái gì không phải thì nói, mẹ gì không phải thì nói. Cha mẹ không giải quyết được thì còn ông bà, dì dượng, chú bác cậu đồ ai cũng thương hết trơn á. Thiệt tình luôn, mà bây giờ xảy cái chuyện này như gì đây, sao em chịu nổi. Khổ quá, khổ. Mấy ngày nay nhắn tin năn nỉ nó về không mà không có ai trả lời tin nhắn. Điện thoại thì điện lúc được lúc không, em mới hoang mang. Chứ nếu phải bây giờ á, hôm qua là có nhắn lại một tin, mẹ ơi con đi Nha Trang làm rồi, chừng nào có tiền con về. Được, em mới nói bây giờ nếu con nói con đi Nha Trang thì thôi, bây giờ con điện thoại lại cho mẹ hoặc bà ngoại hoặc là cậu Út cũng được nữa, cho mọi người ở nhà yên tâm là biết con đi chỗ đó làm đi. Thì nó lại không trả lời, nó tắt luôn điện thoại. Em sợ rằng tới giờ phút này con gái nhà mình không được xài điện thoại đâu. Dạ, yeah. Không sợ gì. Bởi vì là sợ rằng có người sau lưng và có người khác giữ điện thoại của con gái nhà mình đấy. Dạ. Nha. Dạ. Chứ nếu mà chị chia sẻ cái câu chuyện tính tình của bé như vậy thì không có lý do gì mà bé không liên hệ về nhà. Dạ. Đặc biệt là bé con nhà mình là rất có hiếu với ba mẹ và có, dạ, gọi là có trách nhiệm với gia đình đấy. Dạ. Bé em nhìn nhận là nếu đúng như chị chia sẻ thì em nhìn nhận rằng là con nhà mình bé nó suy nghĩ nhiều lắm ấy. Dạ. Nó áp lực nhiều lắm, áp lực về tất cả mọi thứ luôn ấy. Dạ. Trong đầu của bé bây giờ nó hỗn độn rất nhiều thứ, nào là cơm áo gạo tiền, cuộc sống tương lai, rồi gia đình, em thơ, cha mẹ, nợ nần của mẹ, rất nhiều vấn đề. Dạ. Hôm nó đòi nghỉ học, em nói thôi con gắng đi học đi. Nó nói bây giờ có em rồi, bây giờ con đi học nữa thì con phải học tới nơi tới chốn luôn, chứ con học giữa chừng con cũng bỏ thì thôi, để con nghỉ, con học hết lớp 9 rồi con nghỉ, thì con đi làm kiếm tiền tiếp, lo giúp em, nuôi em tiếp mẹ. Thì nó nói vậy thì bây giờ nói chung cũng lúc đầu thì cũng động viên kêu đi học, nhưng mà con nó đã quyết tâm không học thì thôi. Em cũng thấy đã tới lớp 9 rồi thì trong đầu cũng đã biết được ít chữ rồi, ít con số rồi, thì em nghĩ thôi, nó muốn nghỉ thì mình cho nó nghỉ chứ giờ ép nó cũng không được đó. Với lại em nói thẳng ra là cái thời điểm đó chị có đủ điều kiện để cho con học không? Dạ đúng rồi, nếu đủ không điều có, kiện á, thì cũng không phải là không phải là có đủ điều kiện anh. Nhưng mà hai vợ chồng vẫn đi mằng có tiền để cho bé đi học tiếp tục. Nhưng mà do cái dịch năm 2019, đầu tiên bé này lên làm được 2 tuần. Là lúc đó công việc của cha cũng làm cũng được, cũng ổn định, làm công ty cũng tăng ca. Xong tự nhiên dịch nó ùa tới xong rồi là... Khổ ha. Giờ nằm đêm, con chưa đi thì nằm đêm nhớ nợ, bây giờ con đi thì nó nhớ con. Lo cho con đủ thứ hết trơn. Con chưa đi thì nhớ nợ hả? Sao không nhớ được anh, sao nợ bao nhiêu đó. Mặn thì công việc thì như gì, nó mặn đủ ăn có khi còn thiếu. Mình vay là người ngoài là hết mấy chục triệu. Người ngoài nó 30. Là nợ người ngoài 30, còn người trong nhà là lúc nào có mình trả đúng không? Dạ đúng rồi. Mình vay tiền lời, tiền nóng hả? 1 triệu là bao nhiêu tiền lời? 1 triệu là 100 ngàn hay 80 ngàn gì. Nói chung trời là... đất ơi, 1 triệu mà 100 ngàn tiền lời có hả? 1 tháng hả? Dạ. Vậy là 30 triệu là 1 tháng, 3 triệu tiền lời. Dạ. Trời đất ơi. Cái này lời mình trả lời thôi là cũng thấy mệt rồi, thì chừng nào trả được gốc đấy. Trời ơi. Khó khăn, chồng chất khó khăn. Thật sự, dạ thưa cô chú anh chị,
Đây là thật sự là một câu chuyện rất buồn, rất thương bé. Có thể là cái số phận của bé chịu nhiều cái thiệt thòi. Tới giờ phút này bé 18 tuổi rồi, nhưng mà trên mình đã phải gánh vác, thứ nhất là lo cho mẹ, lo cho em. Và có thể lần này bé đi là vì bé suy nghĩ rất nhiều, vì cái áp lực gia đình, áp lực kinh tế, áp lực cuộc sống, nên dẫn tới tình trạng có thể là bé kiếm một cái công việc khác để bé làm, để có tiền để bé phụ mẹ nuôi em cũng như là phụ gia đình. Thì rất mong rằng tất cả cô chú anh chị xem video này chia sẻ lan tỏa, hy vọng một ngày gần nhất anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được thông tin bé ở đâu đó để giúp bé sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Thì nếu cô chú anh chị có thấy bé gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như đưa bé gái sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Hy vọng rằng là con gái xem được video này, thấy mẹ của con về đây, nhờ các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải bên Dương đi tìm con. Thì con gái đang ở đâu đó thì con gái hãy sớm quay trở về, xem được video này, nhận được cái tin tức này thì hãy ngay lập tức quay trở về để đoàn tụ cùng với lại gia đình. Đặc biệt là mẹ con hôm nay về đây khóc rất nhiều, rất nhớ thương con, rất mong con về để mà đoàn tụ với gia đình. Mình về nhà đi con gái, về nhà đi, mình đi làm, từ từ có tiền thì mình sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện trong gia đình. Còn tới giờ phút này bản thân con là con gái mà con đi ra ngoài đời, ngoài đường, con gặp, sợ rằng là con gặp những cái người không tốt, rồi họ lại gieo vào đầu con những cái tư tưởng cũng như là những cái cám dỗ, bắt ép con làm những cái công việc nhạy cảm, đặc biệt là những cái công việc mà vi phạm pháp luật để mà kiếm tiền nhiều á. Thì hy vọng rằng là con gái phải tỉnh táo. Nếu tới giờ phút này mà con bị những cái đối tượng đó, hoặc cô chú nào, ông bà chủ quán nào mà khống chế không cho con về, thì con hãy bình tĩnh, con gọi về số của các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Thứ nhất là con phải thật bình tĩnh trước, để con tìm đủ mọi cách, con gửi cái vị trí hoặc cái tin nhắn cho các chú, hoặc là con gọi điện được càng tốt thì các chú ngay lập tức có mặt để mà giúp con quay trở về một cách là bình an nhất nha con gái nha. Bởi vì không có ai tốt bằng gia đình, mà đặc biệt con đi bên ngoài vậy, con thật sự, bởi vì bản thân chú đã tiếp xúc cũng như là chứng kiến rất nhiều cảnh rồi. Còn cái câu chuyện, cái trường hợp của con đi ra bên ngoài rất dễ gặp những cái đối tượng xấu, và đặc biệt rằng họ chỉ cần nói vài lời thôi là con dễ dàng con tin một cách trọn vẹn liền. Nhưng mà hy vọng con gái xem được video này sớm quay trở về với mẹ. Chị có điều nào muốn nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng không? Dạ có anh. Chị nói đi chị. Dạ con nhờ tất cả cô chú trên cộng đồng mạng chia sẻ tìm giúp con gái không dùng. Bây giờ nếu tìm con về mình có cách có hướng gì đây? Em thì chỉ có lời cảm ơn thôi anh. Ý là về mình có cách có hướng gì cho con làm việc hay là như thế nào, định hướng không? Dạ bây giờ về thì cũng tùy con thôi, tại con em cũng đủ 18 tuổi, cũng đủ quyết định cuộc đời của nó rồi. Quyền bây giờ công dân của con đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, bây giờ con muốn về sống với ngoại như hồi xưa đó, giữ em, đưa em đi học thì cha với mẹ đi làm, còn con muốn đi làm thì ở trên này làm với cha với mẹ đó, em không có bắt buộc nữa. Nhưng mà em góp ý với chị như thế này. Dạ. Nợ từ từ trả. Dạ. Mình đừng có tạo áp lực cho con. Mình dạ. Đừng có nói nhiều nha. Dạ. Một đứa trẻ mới lớn 18 tuổi mà khi mà sống trong một cái môi trường, cái gia đình mà cái điều kiện thứ nhất khó khăn, cái thứ hai bé sinh ra và lớn lên bé đã thiệt thòi rồi, đúng không ạ? Dạ. Bé thiếu thốn đi cái tình cảm của cha, em nói thẳng luôn là thiếu dạ. Thốn cái tình cảm của người cha. Tới giờ phút này có cha ruột và có một người cha dượng. Nhưng theo như chị chia sẻ thì người cha dượng là thương hơn người cha ruột, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Bé thật sự cảm giác đó, bé rất đau đớn. Bây giờ này cha dượng lo lắm. Nên mà mình đừng bao giờ mình nhắc đến vấn đề tiền. Đau đầu dạ. Lắm. Thật sự rất đau đầu. Thứ nhất là trong bữa ăn, là một, tuyệt đối không nói chuyện về tiền bạc nợ nần. Dạ. Thứ hai là khi con đi làm về mệt, không nhắc tới luôn. Bây giờ miễn sao con cứ đi làm công việc được bình thường và có tiền, con phụ được đồng nào thì mình quý đồng đấy, đúng không ạ? Còn dạ. Mình cứ bảo là công việc thế này thế kia hoặc là tiền bạc, mẹ đang nợ nhiều lắm con ơi, rồi dáng làm đi để lo này kia. Thanh niên mà, bé nó suy nghĩ, bé nó đau đầu lắm. Dạ. Bé nó mệt mỏi lắm. Bé đôi khi bé nhìn thấy bạn bè cùng trang phải lứa như thế mà ngược lại mình lại như thế này, đúng không? Dạ. Mệt mỏi, áp lực đấy. Kiểu là bị áp lực đấy. Dạ. Chị mà nghe ai than hoài chị có mệt không? Dạ, buồn lắm, muốn đúng làm không? Cái gì đó để giúp đỡ cho người thân mình thôi. Mà than hoài cũng chán lắm. Dạ. Nên mà cố gắng khi con về nha. Mình thứ nhất là
thay vì mình than phiền với con hoặc là mình tạo một cái áp lực cho con, thì mình phải lựa những cái lời nào để mình động viên con có động lực để vượt qua. Sức khỏe là vàng mà. Có sức khỏe sẽ có hết tất cả. Em tin, em hy vọng rằng là trong cái thời gian sắp tới thì gia đình nhà mình sẽ có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc nha. Em biết bản thân chị là không cần phải giàu sang, chỉ cần đủ ăn, đủ uống, con cái khỏe mạnh thôi đúng không? Và hy vọng là có một cái mái nhà để che nắng che mưa thôi đúng không? Đó cũng là cái mơ ước của rất nhiều người đấy, không riêng gì chị đâu. Rất nhiều người là được mơ ước một cái cuộc sống như vậy đấy. Chị đôi khi thì chị nhìn lên không bằng ai, nhưng mà đôi khi chị nhìn xuống chị còn hơn rất nhiều người đấy nha. Nên mình phải suy nghĩ lạc quan, yêu đời đấy nha. Và đặc biệt rằng là mình phải động viên có con nha, được không? Dạ được. Mình đừng nói nhiều về vấn đề mà cơm áo gạo tiền để cho con nó suy nghĩ nhiều tội nghiệp đó nha. Dạ. Rồi thì hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ cái sự việc câu chuyện đi tìm con, thật sự đây là một câu chuyện rất buồn. Thì anh em đã ghi nhận rồi, sẽ giúp đỡ gia đình nhà mình hết sức có thể. Chị nhá. Dạ. Giúp đỡ là hoàn toàn miễn phí nhá. Dạ. Thì hôm nay chị về đây là chị nhờ anh em đăng tải hình ảnh của chị cũng như là con của chị lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con mình, đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không? Dạ có anh. Dạ. Cuối video thì em chúc chị cũng như gia đình nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là con gái sẽ quay trở về một ngày gần nhất chị nhá. Dạ. Rồi em xin phép chào chị. Dạ. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.